Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Xoay quanh vụ việc biên tập viên của VTV gọi gánh hàng rong là ký sinh trùng Dư luận viên hai ngày nay gây gắt lên án việc biên tập viên Nguyễn Anh Quang của VTV1 Dùng từ sống ký sinh trùng để nói những người hành gánh hàng rong trong bản tin tài chính phát sóng hôm 17 tháng 8 năm 2020. Biên tập viên Anh Quang nói dịch virus Vũ Hán đã khiến cho những con phố du lịch hay chủ yếu là phục vụ khách nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên tiêu điều. Khi những con phố không còn sức sống thì những gánh hàng rong vốn được xem là ký sinh trùng lên những con phố này sẽ tồn tại ra sao. Gần như ngay sau đó thì dân mạng ồn ào lên án cách dùng từ ký sinh trùng cho đây là lối nói xúc phạm xem thường người bán hàng rong một thành phần kinh tế của đất nước. Anh Quang sau đó thì xin lỗi trên mạng Facebook cá nhân do sơ xuất tôi đã đọc nhịu một câu dẫn đến khiến khán giả xem truyền hình bị hiểu sai nội dung muốn truyền tải và gây ra những sự phản cảm không đáng có. Đây hoàn toàn là sai sót của cá nhân tôi trong quá trình truyền tải thông tin đến khán giả trong khi nội dung của phóng sự là góc nhìn chia sẻ, đồng cảm với những người bán hàng rong vất vả mưu sinh, chứ không có bất kỳ một ý coi thường nào. Và hiện cá nhân tôi đã viết bản tường trình và nhận các hình thức xử lý kỷ luật của cơ quan. Một lần nữa, tôi mong nhận được sự lượng thứ của quý vị khán giả. Sau đó, biên tập viên này đóng trang Facebook vàng phố cổ của mình và trên facebook cá nhân nhà báo Hoàng Hải Vân viết câu chuyện trên VTV hoàn toàn không phải là một chuyện nhỏ, càng không nên coi là một tai nạn nghề nghiệp của công chức vì từ vô lễ với dân dẫn đến hành dân chỉ là một bước rất ngắn ngủi. Ông Hoàng Hải Vân cho rằng việc nhờ người khác đăng lời xin lỗi là hành vi vô lễ khác biên tập viên này có tên tuổi nhưng lời xin lỗi được cho là của bạn ấy do một đồng nghiệp của tôi chuyển tới trên facebook bằng một cái tên hoàn toàn khác lạ và trong lời xin lỗi này bạn ấy còn bảo là do mình nói nhịu lên sóng nói lời miệt thị dân thì công khai danh tính còn xin lỗi thì vừa giấu tên vừa không thành khẩn đã nói lời vô lễ với dân lại xin lỗi bằng một hành vi vô lễ khác nhưng chuyện của bạn này không đáng nói Tôi cũng không có bài bác cá nhân và lời trên chỉ là trả lời cho bạn nói về tai nạn nghề nghiệp thôi. Trả lời trên BBC News tiếng Việt ngày 18 tháng 8, cựu thư ký tòa soạn báo tuổi trẻ, nhà báo Ngọc Vinh nói: Có nhiều loại lỗi nghề nghiệp và đây là lỗi về cách viết sai, đọc sai thì theo phóng sự nói về những người bán hàng rong trên phố Sài Gòn của VTV này thì đơn giản là họ phản ánh công việc buôn bán của người hàng rong trong mùa dịch virus Vũ Hán. Tuy nhiên, theo tôi thì đây là lỗi cố tình vì sau khi thấy dư luận bày tỏ phẫn nộ vì phát thanh viên dùng từ ký sinh trùng cho người bán hàng rong thì lãnh đạo VTV cho sửa sai bằng bỏ giọng đọc của anh Quang để thay bằng giọng đọc của một phát thanh viên khác. Cậu này thay từ ký sinh trùng bằng từ ký sinh VTV đã sửa sai bằng cách gọi những người bán hàng rong là những người sống ký sinh thay vì gọi họ là những sinh ký sinh trùng trước đó. Cả hai cách gọi đều tệ như nhau vì điều này hàm ý sự miệt thị người bán hàng rong, theo tôi chỉ cần dùng từ sống nhờ là được. Cũng có một số người cảm thông với lời xin lỗi trên Ông Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook cá nhân. Mình đã xem bản tin và tin rằng VTV1 không có lý do gì để xúc phạm hay hàm ý xúc phạm khán giả bởi nội dung bản tin này nêu sự nhọc nhằn khó khăn của họ và sự cố kỹ thuật ấy rõ ràng là tai hại. Gây ra sự giận dữ cho công chúng và trước mắt bạn ấy phải trả một cái giá khá chát. Mình tin lời xin lỗi ấy và thật đáng tiếc với tư cách cá nhân mình, một khán giả. Mình tha lỗi. Trao đổi với BBC News tiếng Việt hôm 18 tháng 8, dịch giả Nguyễn Việt Long phân tích, ký sinh trùng vật học là một cách thức mà những loài vật sống trên cơ thể của sinh vật khác lấy chất dinh dưỡng từ các sinh vật đó để sống. Từ nghĩa gốc này mà dân gian dùng với nghĩa bóng ví von là ăn bám, sống gửi, chứ không phải nghĩa đen như trong sinh vật học, nên có sắc thái tiêu cực. Tất nhiên những người bán hàng rong họ phải tự mưu sinh chứ không ăn bám ai cả, do đó không nên ví như vậy. Có ý kiến cho rằng lối nói của biên tập viên trên chỉ là phép ẩn dụ hoặc từ ký sinh đã được dùng sai ngữ nghĩa. Cụ thể trên trang cá nhân của mình, nhà nghiên cứu sử học Trường Thái Du viết Nhìn vào ngữ cảnh thì thấy ngay biên tập viên viết sống ký sinh trùng, phát thanh viên bị nhịu miệng thành sống ký sinh trùng, viết đúng phải là ký sinh và nó hoàn toàn không mang nghĩa xấu vì sinh sống và ký. Như vậy thì sống ký sinh trong clip của VTV mang ý nghĩa sống nhờ vào các con phố du lịch học thuật vô sản trước kia vốn phê phán mạnh mẽ các giai cấp ký sinh không làm ra của cải vật chất cho xã hội, nhân tiện bóp méo luôn sự tự nghĩa ký sinh, ông Long nhận định, xét về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì cho dù dùng theo lối ẩn dụ hay văn hoa thì cũng không đúng. Cần phân biệt sắc thái và đa số người Việt hiểu và đang dùng chứ phải chứ không phải là truy từ nguyên chữ Hán rồi bảo không có nghĩa xấu vì có nhiều từ nghĩa và sắc thái đã đi xa khỏi nghĩa từ nguyên ban đầu. Có lẽ người nói muốn nói đến những người bán hàng rong sống nhờ vào con phố du lịch như thế cũng không hẳn là sống ký sinh, một hình thức sống phụ thuộc hoàn toàn vào ai đó hay một cái gì đó ở bên ngoài. Nhờ khác với ký sinh ở mức độ phụ thuộc hay tận dụng hoàn cảnh, dùng như vậy không thể chính xác nghĩa từ, ngữ từ và không hay có ý khinh thị về sắc thái ông long nói thêm việc biên tập viên nói sai là một chuyện nhưng điều khiến cho nhiều người chỉ trích là cách hành xử của đài truyền hình quốc gia việt nam cho đến bây giờ chưa có lãnh đạo nào của vtv lên tiếng xin lỗi về vụ việc và điều này gây ra khủng hoảng truyền thông có người đưa ý kiến nguyên tắc xin lỗi là sai ở đâu thì xin lỗi ở đó sai trên nền tảng truyền hình thì xin lỗi trên truyền hình và sai trên báo chí thì đính chính trên báo chí. Vì thế dù biên tập viên đã có lời xin lỗi nhưng xin lỗi trên trang cá nhân và VTV vẫn im tiếng cho tới bây giờ là không thỏa đáng. Nhà báo Hoàng Hải Vân nhận xét tôi biết đây hoàn toàn không phải quan điểm của vtv dù là một tai nạn nghề nghiệp không mong muốn nhưng đã phát lên sóng quốc gia thì lãnh đạo vtv phải chịu trách nhiệm thậm chí người đứng đầu nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm vì vtv là tiếng nói của đảng và của nhà nước chừng nào lãnh đạo vtv chưa xin lỗi trên sóng truyền hình quốc gia thì chừng đó lãnh đạo vtv vẫn gián tiếp thừa nhận những lời lẽ xúc phạm dân này là không trái với quan điểm của mình nhà báo ngọc vinh nói phát thanh viên anh quang xin lỗi là điều tốt nhưng là xin lỗi trên facebook của cậu ta chứ không phải là xin lỗi trên màn hình của vtv điều này khiến cho dư luận không vừa lòng và họ đòi hỏi lãnh đạo vtv phải đích thân xin lỗi trên vtv vì cho rằng không chỉ phát thanh viên mà cả lãnh đạo của vtv cũng có lỗi vì kịch bản phát thanh phát hình đã được xét duyệt qua nhiều tầng nấc lãnh đạo của đài sau khi đã sửa sai mà như không sửa. Tôi đồng tình với đòi hỏi này. VTV là đài truyền hình quốc gia sống bằng tiền thuế của nhân dân. Người bán hàng rong chính là nhân dân, động góp thuế cho nhà nước chu cấp cho VTV. Vậy mà VTV lại đi miệt thị người bán hàng rong là ký sinh trùng và sống ký sinh. Ai nghe cũng nổi giận huống gì một nhà báo như tôi. Theo tôi thì các nhà báo được sinh ra không phải để miệt thị nhân dân mà phải bảo vệ họ vì VTV đã sai, sai nhưng cố chấp và không chịu sửa sai và họ phải chịu trách nhiệm về điều đó trước nhà nước và trước nhân dân. Hiện nay nhân dân nói chung và người bán hàng rong nói riêng đang chờ VTV xin lỗi họ. Ông nêu quan điểm. Theo số liệu của chính phủ Việt Nam thì ngân sách cấp cho TV VTV năm 2019 là 248 tỷ Việt Nam đồng. Trên Facebook cá nhân ông Võ Xuân Sơn cũng cho rằng lỗi này thuộc về VTV. Vấn đề người ta đang phản đối sau câu phát biểu ký sinh trùng của biên tập viên Anh Quang không chỉ là giận dữ đối với cá nhân biên tập viên Anh Quang mà là với VTV. VTV không có bất cứ động thái nào xin lỗi về sai sót này khi mà biên tập viên Anh Quang nói trên VTV thì anh ấy đã không còn là cá nhân mà anh ấy đang đại diện cho một đài truyền hình lớn nhất Việt Nam có vẻ như vtv không hiểu được điều đó đây cũng không phải lần đầu tiên mà nhân viên của vtv có sai sót tương tự xảy ra trên sóng vtv càng không phải lần đầu tiên vtv không đứng ra xin lỗi về những sai sót của đài mình tôi nghĩ người nào đó quản lý vtv cần được giáo dục lại về tính trách nhiệm và tính liêm sĩ Ông Nguyễn Hải Nam, trưởng ban thư ký biên tập của đài truyền hình Việt Nam trả lời báo tuổi trẻ online nói biên tập viên Anh Quang, người đọc bản tin nói trên đã có lời xin lỗi chính thức với khán giả trên trang cá nhân và đài cũng sẽ có hình thức xử lý đối với lỗi này. Có ý kiến cho rằng cách trả lời này của Nguyễn Hà Nam cho thấy là lỗi lầm đang được đổ lên cá nhân, biên tập viên và nhà đài đang phủi bỏ trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, không có nghề nào là nghề nghèo hèn nếu làm ăn lương thiện. Chỉ có những kẻ sống và tìm cách vơ vét để làm giàu bất chính trên một hồi xương máu của nhân dân. Chỉ những kẻ ăn lương bằng tiền thuế của dân. Mà gọi dân là ký sinh trùng thì chính những kẻ đó mới chính, mới đích thị là ký sinh trùng. Đài truyền hình Việt Nam VTV1 trong chương trình tài chính kinh doanh phát lúc 7 giờ sáng hôm 17 tháng 8. Đến lúc 7 giờ 26 phút khi nói đến dịch virus Vũ Hán thì biên tập viên Quang Anh bình luận dịch virus Vũ Hán đã khiến cho những con phố du lịch ở đây chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên tiêu điều và khi những con phố không còn sức sống thì những gánh hàng rong vốn được xem là ký sinh trùng trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao. Phát ngôn này của biên tập viên Quang Anh đã gây nên làn sóng phẫn nộ tột độ trong dư luận nhân dân rằng sự kiện này là rất nghiêm trọng khi mà một đài truyền hình quốc gia là phát ngôn chính thức của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói cho hơn 90 triệu người dân cả nước nghe mà lại đi miệt thị khinh rẻ mạt sát những người nghèo sống chân chính bằng chính sức lao động và mồ hôi nước mắt của mình coi họ là những vật ăn bám hôi thối trong xã hội rằng VTV với cách sử dụng từ ngữ của đài quốc gia là mất dạy vô học xúc phạm nhân phẩm kém văn minh vân vân. Mặc dù tối hôm đó thì biên tập viên Quang Anh đã có lời xin lỗi trên trang cá nhân của mình rằng thì là trong lúc dẫn bản tin sáng nay thì về câu chuyện mưu sinh của gánh hàng rong tại thành phố Hồ Chí Minh dịch virus Vũ Hán do sơ suất tôi đã đọc nhịu một câu dẫn khiến khán giả xem truyền hình bị hiểu sai nội dung muốn truyền tải gây ra những sự phản hạ cảm không đáng có dù biên tập viên của VTV chỉ sửa câu phát ngôn này trên website của mình bỏ từ trùng chỉ còn lại ba từ sống ký sinh thì cũng không thể chấp nhận được. Trong ba từ còn lại ấy vẫn giữ nguyên ý mặt sát và miệt thị khinh bỉ những người bán hàng rong như cũ. Và dư luận cho rằng đây là lời xin lỗi láo tuyết ngụy biện không thành thật và không hề nói nhịu ở đây cũng không phải là người nghe hiểu lầm mà người nghe hiểu rất kỹ lời vàng ý ngọc của Đảng và Nhà nước được truyền tải qua chương trình của VTV. Lỗi này không phải bởi biên tập viên Quang Anh mà của Đài Truyền hình Việt Nam mà người đứng đầu là ông Trần Bình Minh. Bởi vì trước khi lên sóng thì các chương trình của VTV đã được biên tập và kiểm duyệt rất kỹ. Do đó nếu như không phải là Quang Anh thì những người khác cũng sẽ phát ngôn nguyên văn như vậy mà thôi dư luận mổ xẻ câu phát ngôn này như sau. Thứ nhất, về mặt ngữ pháp thì biên tập viên nói người gánh hàng rong sống ký sinh trùng trên đường phố là sai. Sống là động từ, ký sinh trùng là danh từ và nếu nói sống như ký sinh trùng thì được. Còn nói sống ký sinh trùng là sai ngữ pháp. Về thứ hai là về nghĩa đen thì ký sinh trùng là một sinh vật sống bám và sinh vật khác được gọi là vật chủ và nó phụ thuộc vào vật chủ để tồn tại và gây hại cho vật chủ không có vật chủ ký sinh trùng không thể sống và phát triển được. Về nghĩa bóng thì từ ký sinh trùng có nghĩa là nói những kẻ ăn bám, sống bám và gây hại cho người khác là chê trách người đó hưởng thụ không làm gì. Trong khi những người bán hàng rong phải bỏ sức lao động vất vả để kiếm sống, sao có thể nói họ là ký sinh trùng trên đường phố được? Nói như thế là xúc phạm họ, dùng những chữ ký sinh trùng để mô tả người bán hàng rong là một sự nhục mạ công khai và khinh rẻ. Rằng thì là hàng rong ở đâu cũng có, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác ở miền Bắc, chứ không riêng gì tại Sài Gòn. Dịch virus Vũ Hán đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều thành viên trong xã hội, nhưng tại sao VTV lại chỉ nói đến những người bán hàng rong tại Sài Gòn? Phải chăng là có ý kỳ thị vùng miền và muốn nói những người bán hàng rong ở miền Bắc thì không sống ký sinh trùng? Rằng VTV đã mạt sát và xúc phạm đến một thành phần được đảng cho là ưu tú trong xã hội. Trong cuộc cải cách dụng đất năm 1953 đến năm 1955 được cho là cuộc cách mạng long trời lở đất, đảng đã chia xã hội ra làm nhiều giai cấp, nhiều thành phần trong đó gọi những người giàu là thành phần bóc lột, còn những người bần cố nông, khố rách áo ôm, những người buôn thúng bán mẹt trên những gánh hàng rong lại được tôn thờ, được gọi là thành phần cốt cán. Chuỗi lễ, lẽ nào giờ VTV lại rủa xả những thành phần nòng cốt ưu tú của đảng? Trong cuộc chiến tranh Bắc Nam từ năm 1955 đến năm 1975, những người Cộng sản đã lợi dụng những bà bán hàng rong để vận chuyển và dạy chuyển đơn chống Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa khắp nơi nơi, nhất là thành thị. Và họ còn bị buộc phải cất giấu vũ khí, đạn dược, đem đến các vị trí tập kết cho những trận đánh sau đó. Cũng nhờ bán hàng rong mà mẹ ông Trần Đại Quang đã nuôi anh em ông ấy lớn lên đi học để sau này trở thành chủ tịch nước. Vì cha ông mất sớm, gia đình ông khó khăn và nghèo túng, hàng ngày mẹ đi bán chuối, tần tạo nuôi bốn người con trai và hai người con gái ăn học. Vậy xin hỏi ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam VTV rằng những người chuyển truyền đơn và vũ khí cho các trận đánh như mẹ ông Trần Đại Quang có phải là những ký sinh trùng như nhà đài của ông đã rủa xả hay không? Nhà báo Lưu Trọng Văn trên trang cá nhân của mình hôm năm tháng 8 năm 2020 có bài Các ngài xài tiền ai đã viết. Trong lúc chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng toàn dân chống tham nhũng lãng phí và Thủ tướng Klơmerver Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước tập trung mọi nguồn lực chống dịch như chống giặc thì hàng loạt đại hội đảng của Bắc Trọng, Bắc Phúc đua nhau vung tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân vào những việc vô bổ, hình thức khoe khoang đến Lỗ Bình. Văn phòng tỉnh ủy Hà Tĩnh dự toán gói thầu 2 tỷ 192 triệu 800 nghìn Việt Nam đồng và các huyện nghèo rất mùng tơi như huyện Tuyên Hóa 650 triệu, Quảng Ninh 876 triệu, Lệ Thủy 650 triệu. Văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa gói thầu số 2 mua vật tư phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh ngân sách nhà nước giao 2020 số tiền là 2.681 triệu 400.000 Việt Nam đồng và hai và văn phòng tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long mở thầu mua 450 cặp khóa số và số tiền là 436.500 triệu Việt Nam đồng và phải chăng nhà báo Lưu Trọng Văn muốn nói những chi phí này là vô bộ? Lẽ ra đảng muốn tổ chức rình ràng tốn kém thế nào thì đó là việc riêng của đảng. Đảng phải lấy tiền từ đảng phí hay nguồn thu nào đó của đảng. Nhưng đảng không dùng tiền thuế của dân để lo cho việc của đảng. Nếu như ở các nước tiên tiến trên thế giới thì các chi phí cho đảng thì đảng đó hoàn toàn phải rút từ kinh phí của đảng bỏ ra hoặc các tập đoàn của đảng làm kinh tế để lấy tiền đó để chi cho các chi phí của đảng chứ không thể dùng tiền thuế của dân để lo cho đảng mà tiền thuế của dân chỉ lo cho những việc công ích xã hội như cầu đường trạm xá y tế cũng như trường học bệnh viện tất cả những thứ đó là sử dụng tiền thuế của dân để phục vụ cho dân còn lệ phí sinh hoạt đảng thì hoàn toàn đảng viên phải nộp và những đảng bộ hoặc tất cả các đảng nào hoạt động như thế nào đó là tiền của họ bỏ ra chứ không hề liên quan đến tiền thuế của dân chỉ có Việt Nam và một số nước uh, cộng sản khác mới dùng tiền thuế của dân để phục vụ cho đảng và theo dự toán thì tổng chi ngân sách trung ương tổng chi năm 2019 nghị quyết số 73 trên 2018 qh14 là 1 triệu 019.599 tỷ Việt Nam đồng và trong đó thì đài truyền hình Việt Nam nhận được số tiền là 248.910 triệu Việt Nam đồng con số khủng khiếp này lấy từ ngân sách từ thuế của những người dân trong đó có những người bán hàng rong mà lẽ ra thì báo chí phải tự nuôi sống mình bằng các nguồn thu do mình tạo ra như các nước văn minh và sống bằng tiền thuế không thể sống bằng tiền thuế của nhân dân các đài truyền hình trên thế giới thì phần lớn dùng tiền quảng cáo để phục vụ lại cho những hoạt động của mình còn ở việt nam thì ngược lại tiền quảng cáo đó sẽ được chia vào túi các quan chức còn tiền thuế của dân thì vẫn đóng ào ào vào để cho những đài truyền hình này hoạt động Dư luận cho rằng VTV giờ đây không những là vua tin Việt như dư luận hay gọi mà VTV là vua lếu láo, dám biệt thị người lao động nghèo bán hàng rong là ký sinh trùng. Không có nghề nào nghèo hèn nếu như làm ăn lương thiện, chỉ có những kẻ sống và tìm cách vơ vét để làm giàu bất chính trên mồ hôi xương máu của nhân dân là những đồng tiền thuế mới đáng gọi là ký sinh trùng mà thôi. Ông Trần Bình Minh phải có một buổi phát hình vào khung giờ vàng trên VTV để xin lỗi những người bán hàng rong nói riêng và nhân dân cả nước nói chung để thể hiện thiện tâm hối lỗi của mình. Chỉ những kẻ ăn lương bằng tiền thuế của dân mà gọi dân là ký sinh trùng thì chính những kẻ đó mới chính thị, đích thị là ký sinh trùng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì ông Nguyễn Phú Trọng hưởng hơn chục lương liên quan đến các chức vụ mà ông đang nắm giữ thì đang nằm ở bệnh viện với đặc quyền dành cho nguyên thủ quốc gia. Ông nằm phòng VIP tương đương với phòng khách sạn 5 sao cùng với các trang thiết bị y tế tối tân được phục vụ đặc biệt như vua chúa. Hơn 16 tháng qua, ông chỉ xuất hiện trên TV không quá 10 lần ông ta làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước kiêm bí thư quân ủy trung ương thành viên thường vụ đảng ủy công an trung ương trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đại biểu quốc hội trưởng ban chống tham nhũng kiêm tư lệnh các lực lượng vũ trang là một người nắm giữ hầu như trọn vẹn vận mệnh quốc gia và dân tộc trong tay của ông nhưng những lần xuất hiện của ông ta chỉ làm quanh mỗi việc đánh phe cánh và làm công tác nhân sự cảnh báo công đoàn tránh các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đảng và nhà nước. Chủ quyền lâm nguy ông ta mặc kệ, dịch bệnh tràn lan ông ta lơ là, Trung Quốc gây hấn, có hành vi xâm phạm chủ quyền ông ta ngó lơ, dân tình kêu ca đói khổ và dịch bệnh thì ông ta phớt lờ Vậy mà ông ta ăn không dưới 10 lương hưởng những đặc ân và có lẽ đệ nhất thiên hạ. Mặc dù đi không nổi phải ngồi xe lăn, vậy mà ông còn suối những đám tuyên giáo rộng đường dư luận là ông ta sẽ ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa. Một kẻ tham ô quyền lực, già nua lú lẫn, ăn hại trên xương máu của nhân dân, cúi đầu trước giặc tàu như thế mà cứ muốn ngồi mãi. Thư hỏi nếu không gọi ông ta là ký sinh trùng chúa thì gọi ông ta là gì? Thưa quý vị và các bạn, trong một phóng sự sáng ngày 17 tháng 8 năm 2020 thì VTV đã dùng những từ xúc xiểm những người buôn thúng bán bưng. Và tuy VTV mang mác là đài truyền hình quốc gia nhưng thực chất nó là đài truyền hình của Đảng. Mọi bản tin khác trên sóng đều phải qua tay ban kiểm duyệt. Vậy mà từ ký sinh trùng vẫn lọt qua và được lên sóng chỉ cần một ý nào người soạn mà ban kiểm duyệt không đồng ý thì sẽ bị chặn lại ngay. Vậy nên từ ký sinh trùng được trên được lên sóng là cho thấy rằng quan niệm của những người đang làm trong VTV là thống nhất. Tất cả bọn họ đều xem người bán hàng rong là một ký sinh trùng ăn bám. Đây không phải là một tai nạn như lời xin lỗi mang tính chiếu lệ của tay xứ ngôn viên kia, mà nó là một tư tưởng mang tính hệ thống trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tuy Đảng Cộng sản Việt Nam nhân danh giai cấp cùng khổ, nhưng chính nó lại là kẻ gây ra những sự khốn cùng cho giai cấp cùng khổ chứ không ai khác. Cộng sản vì dân nghèo vì thì tại sao từ năm này qua năm khác họ cứ xua công an và đám dân phòng ưng khuyển đi đạp đổ và cướp phá chén cơm của những người bán hàng rong khắp mọi nơi trên đất nước này. Họ vì dân nghèo thì họ đã làm như vậy. Vậy nên câu miệt thị hôm nay trên VTV không phải là một tai nạn mà đó là một câu nói tư tưởng vốn có của người Cộng sản. Thực ra thì nếu không có Cộng sản thì đất nước này đã không mất tiền vì bọn quan tham bốc hốt. Nếu không có Cộng sản thì đất nước cũng đã không mất tiền cho những tượng đài ngàn tỷ, cổng trao trăm tỷ. Nếu không có Cộng sản thì đất nước đâu phải mất tiền cho vô số dự án thua lỗ hàng ngàn tỷ đô và nếu không có cộng sản thì đất nước đâu mất tiền cho những công trình vô dụng như đường sắt cắt linh hà đông và nếu như không có cộng sản thì dân việt nam trai đâu có phải làm lao nô và gái thì đâu phải làm đĩ trên khắp mọi nơi trên đất nước trên thế giới chính là cộng sản đã phải làm nghèo đất nước bằng cách như thế đấy và vì làm nghèo đất nước nên mới đẩy nhân dân phải bươn trải mưu sinh như vậy Vậy thì nói cho cùng thì Việt Nam xuất hiện một lượng người bán hàng rong đông đảo như hiện nay là do chính Đảng Cộng sản gây ra chứ không ai khác. Trên toàn thế giới có nước nào tham nhũng cao mà dân được hưởng phúc lợi đâu. Có những nước như Úc, Canada, New Zealand vân vân đều là những nước có chính quyền cực kỳ trong sạch. Cứ như vậy thì mức độ tham nhũng càng tăng thì các nước càng nghèo và phúc lợi thì càng giảm. Như vậy rõ ràng là chính tham dũng và cướp mất quyền lợi của dân, đẩy đút đầy túi tham và đẩy họ vào thế phải tự bươn trại để kiếm sống. Nhà nước đã không giúp đỡ họ lại còn xúc xỉn họ. Đã cướp của nhà người ta, đẩy người ta đi bán hàng rong rồi miệt thị người ta là ký sinh trùng thì còn gì khốn nạn bằng? Thực ra buôn bán là hình thức mua bán, mua đi bán lại để kiếm lời, dù cho đó là công ty thương mại tỷ đô hay một người bán hàng rong có vốn chừng 50 đô thì họ đều giống nhau là bản chất và chỉ khác nhau ở quy mô mà thôi. Vậy thì cớ sao gọi những người bán hàng rong là ký sinh trùng? Vậy EVN cũng đó là ký sinh trùng mà lại từ này với những người dân nghèo, tại sao không dùng với những tập đoàn lớn của nhà nước? Tại Thái Lan chính quyền nơi đây không bao giờ cho cảnh sát đi cướp phá đạp đổ chén cơm người bán hàng rong như cộng sản Việt Nam đang làm và nhà nước đã không lo cho họ được thì đã là một lỗi lớn, cớ sao đạp đổ chén cơm của họ. Vừa cướp mất chén cơm người nghèo, vừa tàn ác đạp đổ tô cháo loãng trên tay của họ, vừa miệt thị họ là ký sinh trùng ăn bám thì có thể nói là chỉ có cộng sản mới có thể làm được phải vừa tham lam tột cùng vừa vô trách nhiệm đến tột cùng, vừa khốn nạn đến tột cùng mới có thể làm được như vậy. Và đất nước cộng sản cai trị, những kẻ cướp thì được vinh danh là anh hùng, những người làm ăn chân chính thì bị xem là ký sinh trùng ăn bám, thời mạt pháp khốn khổ cho đất nước, khốn khổ cho dân tộc. Buôn bán hàng rong, buôn bán dạo là hoạt động mua bán có địa điểm cố định mua rong bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong bao gồm cả việc nhận sách báo tạp chí văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh và sản phẩm này được quy định của pháp luật để bán hàng rong khi nhân dân được xem là ký sinh trùng thì phản ứng dữ dội là lẽ đương nhiên và nhất là đối với mạng xã hội nơi mà không mà thông tin xuất hiện được nhân dân nhân rộng nhanh như sấm chớp trang facebook bỗng dưng không còn virus và không còn đám tang của lãnh tụ, không còn Biển Đông hay Hồng Kông. Chiếm lĩnh hầu hết hiện nay là khuôn mặt điển trai của biên tập viên Anh Quang của VTV1 với bản tin chính kinh doanh sáng ngày 17 tháng 8 năm 2020. Trong đó có câu giới thiệu một chương trình phóng sự về hàng rong tại thành phố Hồ Chí Minh. Và câu hỏi được đặt ra là mọi người Tại sao anh biên tập viên này lại sử dụng một cụm từ hỗn hào như thế Trong khi tướng mạo của anh ta không phải là kẻ thiếu giáo dục đến nỗi không hiểu ký sinh trùng là gì Thật ra không phải anh Quang là người duy nhất đọc lời giới thiệu cho phóng sự này Mà còn là một người khác trên hệ thống VTV cũng đọc y khuân Như vậy thì có thể khẳng định người viết những câu chữ này là lãnh đạo hay ít nhất cũng là thủ trưởng của chương trình Căn cứ vào chỗ ngồi của anh ta có thể giả định hai trường hợp. Thứ nhất, anh ta mua chức nhưng rốt nát. Thứ hai, anh ta có học và hiểu nghĩa của từ ký sinh trùng nhưng vẫn áp dụng vào người bán hàng rong vì trong tiềm thức thì anh ta cho rằng mình đang mặc áo, cổ cồn và có quyền lực bực bội và khinh bỉ và tuôn ra nhóm từ làm cho dư luận nổi sóng. Từ câu nói này nảy sinh một câu hỏi khác có phải quả thật những người bán hàng rong là ký sinh trùng lên người khác hay nói rõ hơn là ký sinh trên hệ thống quyền chính quyền để họ phải bực mình và nói những lời khốn nạn như vậy Dĩ nhiên là không bởi gánh hàng rong là hình thái của nền kinh tế gia đình từ gánh hàng rong ấy là công sức mồ hôi tiền bạc và thời gian mà đôi khi cả gia đình phải bỏ ra như một cách đầu tư kiếm sống nếu là người bán bún thì họ phải đi chợ mua hàng thức khuya để nấu bún, nước lèo, nhặt rau, quả vội vàng gánh ra phố cho những người cùng khổ không khác gì họ. Sự thực thì đối lập rất rõ những hình ảnh khác cũng lồ lộ trên đường phố khắp mọi nơi trên đất nước. Đó là những quan lớn lẫn bé ngồi trong phòng máy lạnh, áo cổ cồn, nhìn dân bằng nửa con mắt làm việc qua loa rồi tụ tập ăn nhậu hành tráng cho các nơi kín đáo nhưng đầy vi khuẩn của lòng tham từ những đồng tiền đút lót. Những đồng tiền mà họ vơ vét lấy ra từ tổng tiền thuế của dân và những người bán hàng rong trước cơ quan mà họ đang ngồi. Cao hơn một cấp là những chữ ký của cấp bộ, cấp trung ương. Họ ký cho những dự án, những đặc khu, những khu công nghiệp hay chỉ ít là những mảnh đất vàng của người dân với danh nghĩa phát triển. Những chữ ký làm thủ thiêm dướm máu, làm vũng áng đặc mùi su uế, làm cho Hà Nội, Sài Gòn ngập nước, làm cho đường cao tốc, xe chưa chạy đã vênh. Những chữ ký ấy lấy đồng tiền của cả nước, trong đó không ít từ những cánh hàng rong nghèo khổ. Ăn dày và bí hiểm hơn là những đồng tiền rút ra từ ngân sách nhà nước để nuôi một hệ thống ăn theo chúng là những đơn vị nhà nước dưới cái tên hiệp hội như hội phụ nữ, hội bảo vệ trẻ em, hội nhà văn, hội nông dân. Lãnh lương hàng ngàn tỷ nhưng chưa hề có làm một việc gì được báo chí vinh danh. Nhưng đau lòng nhất cho các bà, các mẹ, các chị hàng dòng đồng tiền gia đình của họ đang bị lấy ra đóng trực tiếp cho Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt. Họ sinh hoạt hàng tuần, hàng quý, hàng năm và họ rất hãnh diện về những sinh hoạt ấy và gọi chúng là đại hội. Với người sống là thế, bọn ký sinh ấy còn bám vào cả người chết nữa. Đám tang của lãnh tụ nào cũng vĩ đại, nhưng có thực sự họ yêu mến lãnh tụ đến mức xếp hàng cả ngày hay không? Khó nói lắm, nhất là những người dân vẫn nhận xét họ đang bám vào sắc chết để kiếm để kiếm với cơ quan, vậy là ký sinh trên xác chết. Người bán hàng rong không thể ký sinh bằng chữ ký, bằng đại hội, bằng xác chết. Vậy thì ai mới là ký sinh đúng nghĩa? Chắc đợi VTV làm một phóng sự khác có cái tựa rất hấp dẫn, ai ký sinh ai. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi